Đầy rồi anh em ơi. Úi ôi, hàng các bác ơi. Đầy rồi anh em ơi. Úi ôi, hàng các bác ơi. Wow. Đồ câu lục Phương Thảo Fishing, chuyên cung cấp cần tay bạo lực 8H 10H cao cấp. Anh em đặt hàng liên hệ ngay Zalo 0925526083. Đây hành trang lên đường của em đây các bác này. Hôm nay chắc là câu xuyên ngày luôn đấy. Hai cơm cháy luôn nha, hai cơm cháy, một bánh kem xốp, 4 chai nước lọc. Đó, túi đây, chân máy quay hỏng hết anh em này. Em mua cái này nó rơi khoảng 6-7 cái từ ngày em làm YouTube đến giờ là hỏng hết rồi. Đây có một cái quay chính giờ cũng hỏng lốt này. Cái này hôm nọ nó chưa hỏng, nó rơi mất cái ở trên đầu này, này đáng phải nhỏ keo anh em ạ. Khổ quá. Đây, có gì đây? Đang phải gắn kéo con voi. Đấy, nên nét anh em xem. Đây, này rơi mất cái nắp ở trên. Cậu không biết đâu rơi mất. Sắp đồ nghề nào và đánh thôi anh em ạ. Rồi ok anh em, thì hôm nay em vẫn sẽ đánh bằng cái hàng 10H, nhưng mà hôm nay có một cái điều quan trọng là em hướng dẫn bỏ các bác cách cái cuốn cần nhé. Đây em sẽ hướng dẫn anh em cách cuốn cần này. Thực ra là cái cây này ấy, thì ngày xưa em mua về cái cuốn cần này em cũng vứt đi các bạn, không biết nó cuốn kiểu gì. Nhìn thì có cái này rất là đẹp rồi, nhưng mà kiểu như là mình không biết cuốn kiểu gì. Rõ ràng là nó không có keo, không hiểu bên người ta cuốn kiểu gì. Thế em mua về là đấy, em mua về vứt đi, chung là vứt đi luôn. Giờ hướng dẫn anh em này. Đấy, cái này nó xải băng dài các bạn. Hồi nãy có hai cái dính, cái keo dính ở đầu này. Cái này thì em hướng dẫn cho các anh em chưa biết thôi, còn nhiều bác này biết thừa. Đó, thì cuốn một đít này thôi. Cuốn cái này nhìn nó đẹp, cầm nó êm tay. Đấy. Đấy. Cứ vậy cuốn là nó thành nếp anh em ạ. Có cái này cầm cảm giác nó sướng tay mà nó sang hẳn cái cần đến đấy. Đấy, nó dính vào một đầu keo đây anh em nhé. Xong rồi là cứ cho cuốn hết cái cuốn này là được. Này, nó vần. Cuốn chắc vào anh em nhé. Này cuốn chắc vào. Siết thật chắc vào thì nó không bị bung ra. Đấy, anh em mà cuốn lỏng tay nó dễ bung lắm. Ở đây nó lại có một cái để mình tính. Đặc biệt là cái cuốn này bên ngoài nó có cái lớp túi bóng anh em ạ, cái lớp bóng ấy. Cầm nó không bị bẩn đâu. Các bác sợ nó bẩn, thật ra nó không bẩn đâu. Rồi, bóc ra. Dán chết vào. Đó, rồi nó còn có hai cái đen đen này anh em này. Cắt đôi rồi. Cắt đôi ra ngoài siết cuốn lên trên đầu cái cuốn này là ok. Đây, một cái cuốn chỗ này anh em nhé. Các bác nhìn rõ chưa? Đấy. Để em chưa lấy nét này. Đấy. Một cái cuốn như này con này. Bóc hết này ra nhé. Bóc hết cái đầu đây này. Đấy sao? Đấy, cuốn một vòng bên dưới này. Cái này cũng vậy. Trời này nắng quá các bạn. Đó. Cái này lấy nét đi đâu nhỉ? Đây đây ok. Như này xong lại cuốn nó vào bên trên. Đấy. Nghe tuyệt vời. À. Đấy, xong rồi cho cái nhẫn nó xuống là được các bạn. Ấy ok chưa? Ngon luôn. À, cho anh em chiêm ngưỡng cỏ phao của em. Hôm nay em quay cỏ phao này cho bác lên, các bác sẽ nhìn cực kỳ thích mắt này. Đó. Phao bầu 20 chế hoặc phao đơn anh em nhé. Đấy, đến nay qua xem đẹp chưa? Đấy, anh em nhìn phê chưa? Bầu 20 đánh phao đơn. Ồ, măng. Vị trí này ngày hôm nay đánh tuyệt vời anh em ạ. Ok. Cần 5m4. Sao trời. Ở đây tiếng chim hót nghe rất là hay luôn. Thời tiết này nó nắng quá, kiểu mát mát giờ thì câu thì hay, mà nắng hay không biết là có lên hàng không. À, thử xem nước nó sâu không anh em ạ. Lắng kinh khủng. Nước ở đây cũng không sâu lắm, rơi cho khoảng mét thôi. Mét nước các bác ạ. Rồi, tầm mét nước. Ok. Ở đây cá con nó cũng nhiều lắm. Cá con cũng nhiều. Nằm sụp quá. Ok đấy. Nhấc lên đánh bóm mồi các bác ạ. Ok. Cần này. Cần này rất là đẹp. À, anh em đánh lục thì nhớ là các bác để trúng cần để sau cái ngọn cần ấy nó cao lên mặt nước nhé. Các bác đừng để ngâm cả cần xuống mặt nước ấy. Nhiều bác em thấy cứ ngâm 2-3 đốt ngọn cần ở dưới nước ấy, Phật nó vẫn nực lắm. Anh em cứ phải nâng lên nổi mặt nước thì mình đánh đóng nó nhẹ Phật phát lên ngay. Nó bơi anh em ạ, bơi như đúng rồi. Chà, vận động viên bơi lội. À, nhấp nhấp đây các bạn. Rửa con đã đánh không nhấp. cầu lắc lắm anh em. Đây rồi anh em ơi. Ôi, hàng các bác ơi. Đây rồi anh em ơi. Ôi, hàng các bác ơi. Wow. Ôi, hàng ơi. Chấm anh em ơi. Ui giời. Bó lỗi luôn. Wow, con này bự cho anh em ơi. Wow. Ui giời ơi. Ui, con này bự bó lỗi luôn. 10h bó lỗi anh em ơi. Chạy đâu anh em ơi. Phê quá anh em ơi. Đóng thẳng đồ các ơi. Con này dòng một lúc cho nó mệt quá. Ui phê chơi anh em ơi, tay cầm vẫn còn run các bác này. Nó đóng thẳng phát mồm luôn. Rồi chạy làm sao được. Con này to anh em ạ. Rồi. Vào đây em ơi. Về quá. Về quá anh em ơi. Ai ở nút à. Úi giời. Á chà, quả. Còn khỏe lắm. Rồi. Lên em ơi. Ui, tuyệt vời. Tuyệt vời quá các bác ơi. Con này bự chưa. Wow. Này nó đóng thẳng buồn các bạn, này giữa hẳn thôi. Wow. Tay chân mũi còn run anh em này. Con này cũng phải 5 cân các bạn. Này tí về em cân các bác xem. Anh em nhìn cá này không một tí bụng luôn, cá thiên nhiên. Ý giời, các bác nhìn nơi này nó có chất không. Nó đội vớ được con này nhá. Còn vân nuôi cái lưỡi là các bác nhá. Ui trời anh em ơi, con này. Ui con này nó phải 5 cân chắc các bác này. Bò sướng thật kình, nó rít mấy quả dày nữa. Cước đi. Về chưa anh em ơi. Con này đúng phải 5 cân anh em ạ. Đã quá. Wow. Để em cho nó vào túi đã. Rồi làm đây. Ngon luôn. Quá tuyệt vời. May là có vớt này, vớt lên có về thật, vớt con cá này. Bớt con cá nó còn vảy hãi dính luôn, sợ chưa. Được con chấm xuống qua anh em ạ. Ôi chết. Phao này đấy đánh tụt mất cái đầu rồi. Qua em gắn cái đầu trên nó gắn ít keo á, tụt mất rồi. Em không sao. Nhá là con chấm này phê. Công nhận là chấm cỏ đánh mồi này nó nhạy các bạn. Thả xuống ngay nhá, dính ngay. Con chấm này phải 5 cân. Không phải dọn vừa đâu. Lên hàng đây. Ít sợ đẹp. Phải nói ở đây nắm cá sộp lắm các bạn. Nó trên kia nó đớp bọp mất. Nhiều kinh khủng luôn. Này anh em có nhìn là kia nó đớp toàn ở chân cái bãi cỏ đớp kinh thật. Để xem hôm nay một câu quá này. Được con nào chưa? Ây sợ. Nhìn là 1m rô phi. Này nhau toàn rô phi. Đã được một con to chứ. Con này to này. Sàn nhau. Đấy. Ok rồi, cái này có đồ rán rồi. Hàng đẹp. Còn rô phi đây. May quá mình lên kia được con hàng. Để không đụng rô phi luôn. Đá này không? Từ đồ nhắm mực. Ôi giời, bóng trượt. Ôi giời ơi. Lên hàng to anh em này, cái giỏi đâm thúng cái này mà không thủng thịt thì cái này kể ra chơi tứ thì đẹp quá, này đánh ngũ. Phí thế. Đánh ngũ nó lại ăn 27, đấy lý do tại sao anh em đóng cá to thì chơi tứ thôi. Phí quá. Vậy to phát ấy. Chết mất. Rồi anh em mình, chú đang đi gỡ là đánh tôm. Ôi giời. Đúng là nhiều tôm phết anh em ạ. Vâng, chú Đô Phi chùi chết luôn. Tôm này chắc là nó hóa ra hả chú? Ăn bắt quái. Đây là bắt quái nhậu. Nắng quá. Này đi buổi trời nắng, chỗ này nó nhiều rong lắm. Vừa câu chỗ kia nó ít rong, chỗ này rong đều bạt ngàn luôn. Đó. May là chỗ mình câu nó không có lờ anh em ạ, có lờ mà vướng ngay mắc ngay. Đây. Các bác đang đi gỡ. Ôi trời. Số đánh lờ to nhỉ, ở chỗ nó đánh lờ bé chơi lờ to nhỉ. Ở đây chỗ thấy nhiều cá sộp thật, sộp nó đơm liên tục bò 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 ấy. Khả năng bây giờ thu đồ về anh em ạ, lắng quá, cá giờ nó không cắn nữa rồi các bạn. Nắng quá cá không cắn. Cái này câu được con chấm phế quá, này bóng mất con, không thế này lại tươi. Bè thôi, mày đi câu ô lắng chết người. Công nhận cần 10h đánh phê. Anh em thấy nó rít quả bo lồi luôn. Cá to phải bo lồi, không đánh nục những cái bo em sướng. Trời đó. Ôi trời đó. Này nó rút quả nha, không rút ngọn đâu anh em. À rồi, ok. Không rút được ngọn thôi, bỏ mẹ. Bình thường anh em đi đánh dịch vụ thì các bác cứ chơi hẳn 5m4 cho nó sướng, 5m4 hoặc 6m3. Nhiều anh em cứ sợ là đánh kiểu nó không có lực, không phải đấy. Giật 5m4 và 6m3 vụt nó căng tay hơn cả 4m rưỡi đấy. Tùy vào vị trí để chọn cần. Còn nếu mà để đánh lục ngon mà đầm tay sớm thì cứ phải là 5m4. Đấy là nó vừa tầm nhất. Anh em nào mà ví dụ như các bác đang sở hữu một cây đầu đinh này mà nó đang là 4m rưỡi này, các bác muốn lên 5m4 này, hoặc từ 5m4 các bác xuống muốn xuống 4m rưỡi đấy, thì bảo em bán cho cái đốt cuối nhá. Đấy, hạ nóng đường nóng được. Về các bác thay vào là được, chứ không cần phải mua hai cần làm gì. Hôm nọ thấy các bác điện nó bảo là đánh cần nó ngắn quá, muốn mua cần dài thì em lại mua cần thì lãng phí. Các bác bảo em đáp cho đốt cuối cái là lên thường ngay. Thôi, bây giờ em về nhé, hẹn gặp lại các bác trong tất cả video tiếp theo. Về đây các bác thấy video này hay hãy like, share, ủng hộ nhiệt tình nhá. Này buồn cá phê. Để đãi tay.